有得有失去，有歌有饮醉，心底最依挂谁？抬头有工作一对，梦仍在追，欢笑在混合眼泪。我整理思绪，记忆如流水，剪不断也没法倒退。每天望下去，这一晚沉睡，梦中会是谁？像空气伴随，没知不去。谁又青春不老，年月多少去何，祈求很高可会达到，沿途追赶分数，梦要超度。原来身边有你竟已很好，如何彼此倾诉，如何伸手拥抱，为何怎么讽刺明知道，无言猜测过去留下记号，从前天真过错愿弥补，一百岁都可以起舞。Dạ dạ, cô xới đất giùm tôi hả? Sao cô làm vậy? Không phải anh muốn trồng đồ sao? Tôi muốn mảnh ruộng để cày, chứ không phải là muốn ăn cà chua hữu cơ hay là rau xanh hữu cơ đâu. Tôi chỉ muốn tự mình trồng trọt. Bản thân yên tĩnh là để suy nghĩ, thả lỏng đỏ một chút. Bây giờ cô làm giùm tôi hết rồi tôi làm gì nữa? Bùi y có ám ảnh tâm lý gì vậy ta? Bùi y có ám ảnh tâm lý hả? Ủa, con không biết luôn hả? Vậy tức là chỉ có mình Dương Xuân biết. Sao hả? Muốn đi đâu ăn? Anh mời mà, dĩ nhiên là anh chọn. Vậy vừa đi vừa nghỉ. Ha, tới tìm Dương Xuân còn gặp được Bùi Y nữa. Nói muốn yên tĩnh một mình mà, giờ Dương Xuân không phải người sao? Ê, tôi muốn yên tĩnh một mình trong tiếng Quảng Đông không phải có nghĩa là tôi không muốn nói với cô nữa. Làm ơn đi giùm tôi đi, đừng làm phiền tôi nữa hay sao? Chờ anh xin hỏi đi bao nhiêu người? Hai người, cảm ơn. À, dạ mời theo tôi. Cho hai ly cà phê, cảm ơn. Anh nói là có chuyện muốn tôi giúp. Là chuyện gì vậy? Thực ra có liên quan tới Gia Gia. Lúc trước tôi đã từ chối cổ rất rõ ràng rồi. Nhưng mà cổ... Tôi hiểu mà. Phải... Tôi biết cô rất tốt với tôi, rất quan tâm tôi. Nhưng mấy cái này đâu phải tôi muốn đâu. Dương Sung mà, cô có thể giúp tôi một chút không? Mặc dù tôi biết cô đã tuyệt giao với cổ, nhưng mà cô chơi với cổ từ nhỏ tới lớn, lại là bà con, đều là con gái với nhau. Nếu cô nói chắc chắn cô sẽ dễ hiểu hơn. Cô có thể giải thích cho cổ nghe, quan hệ giữa cổ và tôi tốt nhất chỉ như anh em thôi. Anh nói gì cũng đúng. Tôi chơi với dì từ nhỏ tới lớn, con người gì như thế nào, sao tôi không biết được chứ? Con người gì rất là cứng đầu, cho dù tôi nói với gì, chưa chắc gì chịu nghe. Hiểu rõ cũng chắc sẽ làm, cho dù làm được rồi á, chưa chắc gì đã làm tới cùng đâu. Cái này tôi cũng biết, nhưng tôi không muốn từ chối cổ hết lần này tới lần khác đâu. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của cổ. Nhưng mà tình cảm đâu có miễn cưỡng được chứ. Đừng nói là Gia Gia, tôi cũng lo lắng cho anh lắm. Lần trước anh đánh Tề Dạng Thủy, có phải là anh vẫn còn ám ảnh tâm lý hay không? Mặc dù ba ruột của anh chém chết má của anh đi nữa, cũng không chắc chắn anh sẽ bị di truyền bệnh thần kinh và xu hướng bạo lực của ba anh đâu. Tôi có xu hướng bạo lực thật đó. Khi nổi giận thì ai cũng như vậy mà, tôi cũng vậy nữa. Không giống đâu. Lúc tôi đi học đánh boxing, có một sư huynh lúc luyện boxing đã lấy vụ má của tôi ra mà giỡn. Tránh, suốt ngày chỉ biết tránh. Cũng giống như khi má cậu bị ông Liên chém chết, cũng chỉ biết trốn trong tủ đồ mà thôi. Đồ vô dụng. Lúc đó tôi hoàn toàn mất hết khống chế, giống như bị điên vậy. Tôi đánh ảnh tới hôn mê mấy ngày trong bệnh viện lận đó. Lúc đó tôi tưởng là anh sẽ chết. Cũng may là anh không sao. Kể từ đó tôi không dám đánh ai hết. Vì tôi có xu hướng bạo lực, tôi sợ tới lúc mất khống chế tôi không khống chế được bản thân. À.
Nhưng mà nhắc tới boxing, tôi thật sự thích boxing lắm. Mỗi khi tôi đeo găng tay lên thì cả người của tôi tỉnh hết. Ông thầy dạy boxing cho tôi lúc trước nói tôi có tiềm năng lắm. Cô biết không, tôi suýt chút nữa làm boxing chuyên nghiệp đó. Tức là anh vì chuyện của sư huynh anh nên gác lại ước mơ trở thành tay quyền anh hả? Không biết nữa, hoàn cảnh gia đình lúc đó cũng kém. Cô biết rồi đó, ba nhận tụi tôi đã áp lực lắm rồi, nên cũng không muốn làm gánh nặng kinh tế cho nhà. Cho nên tôi đã chọn làm kế toán. Vốn dĩ tôi nghĩ làm kế toán sẽ ổn định, chắc chắn sẽ phụ giúp được cho nhà. Nhưng cuối cùng cũng không được làm kế toán. Đã xảy ra chuyện gì? Dạo trước đây cấp trên bắt tôi phải gánh tội quan, bây giờ đang bị đình chỉ để điều tra. Tức là dạo này anh nói phải thanh lý ngày nghỉ là nói dối hả? Cũng hết cách rồi, tôi không muốn để ba tôi với bà nội lo lắng. Ngay cả chú Cơ cũng không biết chuyện này của Bowie, nhưng anh nói cho Dương Xuân biết đó. Thùy Vạn Thủy. Chào em họ Tuệ Tinh. Nè, đừng gọi nghe thân thiết tới vậy, tôi ớn lạnh lắm. Chuyện gì? Không, tôi tới để đặc biệt cảm ơn cô thôi. Không cần đâu. Khoan đã. Cậu nói gì vậy con nhỏ gì chứ? Tôi nói với cậu rồi mà, em họ Tuệ Tinh là trưởng bối đó, phải lễ phép một chút. Cứ để lời của tôi ở ngoài tai không, tệ hết sức. Thật ra lần này ngoài tới thăm cô còn mua nhiều bào ngư di cá cho cô băng nữa, cô thích ăn lắm mà. Nè, bỏ xuống. Dạ. Vô rót nước đi. Dạ được. Toàn là đồ tốt đó. Anh có lòng thiệt, nhưng nếu anh bận thì anh có thể đi trước nha. Cô khách sáo dữ vậy, thiệt tình. Thật ra lần này tôi tới đây là đặc biệt tới để cảm ơn cô đã gửi cái clip cho tôi để tôi có thể vạch trần bộ mặt của Tề Ước Chương. Cô biết không, bây giờ chúng ta đã là người cùng phe rồi, cho nên chúng ta... Tôi chính thức đính chính. Tôi không phải giúp anh, tôi chỉ giúp bản thân tìm lại công bằng thôi. Tôi gửi cái clip cho anh là tôi cần phát cái clip đó ra, và giúp tôi dịch trần Tề Ước Chương năm đó vì muốn che giấu cho con trai, và chuyện thành ra như vậy. Ông còn có thể làm được thôn trưởng sao? Nói rất đúng. Nên tôi tới đây lần này là do có một chuỗi hoạt động cần em họ giúp đỡ cho tôi. Tề Ước Chương bây giờ đã thành như chuột chuỗi rồi, ai còn bầu ổng nữa. Anh thắng chắc mà. Sai, nhưng khổ nhất là cái đám nhóc đó nói thà chọn ổng cũng không thèm chọn tôi đó. Họ nói thà bầu phiếu trắng. Cô nói đi, có phải là bị lú hay cái gì không? Thiệt tình, làm vậy là căn bản là lãng phí, không biết điều. Tôi nói rõ ràng với anh một lần nữa, đối tượng của tôi là Tề Ước Chương, không có nghĩa là tôi giúp anh. Em họ, tôi nhất định sẽ không để cô giúp tôi không công. Nè, con người tôi rõ ràng lắm, chỉ cần cô giúp tôi, cô chắc chắn sẽ được báo đáp. Nè, ví dụ á, tôi có thể mở cổng bên trường Xuân Đằng, hoặc tôi có thể quyên tiền. Còn không á thì cô có cần gì cứ nói thẳng với tôi đi. Nếu tôi giúp được, nhất định tôi sẽ giúp cô tới cùng. Nếu anh bắt tôi phải ủng hộ anh, phải nói dối giúp anh, tôi thật sự không làm được. Tôi không phải là bắt cô nhắm mắt ủng hộ tôi, tôi muốn cô nói sự thật thôi. Cầu bà Thiên Hậu phù hộ cho chồng con được thuận lợi may mắn, con trai mau cưới được vợ hiền. Quan trọng nhất là phù hộ Tề gia thôn, đừng để mấy ngụy quân tử làm thôn trưởng với cúng kiến đưa những âm binh ôn thần đuổi khỏi Tề gia luôn. Thiếm Điền nói đúng đó, mau đưa những âm binh ôn thần biến lẹ khỏi đây. Nè con sao vậy? Con thở không được. Không thở được hả? Bụng còn hơi đau nữa. Không biết có phải cái thai. Già đầu như vậy không ngửi được mùi nhang thì đừng có tới chùa cúng ha. Đi thôi. Không được rồi, chú thấy con khó chịu như vậy, chú gọi cấp cứu giùm con nha. Không cần, con không sao. Nếu con không làm vậy sao họ đi chứ? Chào mừng con. Dạ không có gì.
phòng tránh cháy rừng, giữ gìn thiên nhiên. Bây giờ trạm xe có một cái ghế, đợi xe buýt nhỏ có ghế ngồi rồi. Cái ghế đó ai làm vậy ta? Mấy ông tài xế nói không liên quan tới họ đó. Chà, cần gì phải quan tâm là ai làm, tóm lại có lợi cho người dân mình là được rồi. Chào buổi sáng, ngồi đi. Nè, chúng ta đừng đợi xe buýt nhỏ nữa, đi xe buýt thường đi. Con người làm nhiều chuyện đồi bại đạo đức như vậy cũng còn mặt ngồi đây đợi xe buýt nhỏ nữa. Chứ gì nữa, gặp tôi là tự đi bộ ra ngoài, không dám gặp ai hết rồi. Chào bà cô, chào bà cô họ. Một tô mì dăm bông trứng. Ông bên con không có dăm bông à? Vậy xúc xích đi. Cũng không có xúc xích. Sao kỳ quá vậy, đơn giản vậy cũng không có. Vậy tôi lấy một chai nước ngọt, có rồi hả? Ở bên con cũng không có nước ngọt, không dăm bông, không xúc xích, không trứng, không mì, không có cái gì hết. Thập Cường, tưởng tôi bị đuôi hả? Cái gì đây? Có coi tôi là bà cố hay không? Hả? Hả? Từ khi nào mà không xem trưởng bối ra gì hết vậy? Dạ bà cố, không phải con coi thường trưởng bối, là họ coi thường thôn trưởng đó. Bây giờ họ đang tẩy chay thôn trưởng, nếu còn bán cho bà, họ có thể tẩy chay cả con. Làm ơn đi, cho con đường sống, nếu không còn bị dẹp tiệm luôn thì chết đó. Quan tưởng chúng tôi không có tiền, không có chỗ ăn hả? Thì đúng rồi đó, mình đi chỗ khác ăn đi. Trường tiểu học Trường Xuân Đằng. Thầy cô, chào mọi người. Chà, đây là cái gì hả? Tụi em cũng không muốn mặc đâu. Hiệu trưởng bắt tụi em mặc vậy đó. Hiệu trưởng nói là bắt tụi em mặc vậy đi thi. Khó coi quá, em thà bỏ thi. Mọi người mời vào. Theo tôi, nhìn xem. Nhìn đi. Mấy em này là thành viên của đội bóng bàn. Họ có một biệt danh rất đặc biệt là Tứ Hổ Tướng Trường Xuân Đằng. Đội bóng bàn này của chúng tôi là do thôn trưởng Tề Dạng Thủy tài trợ. Trên người của họ đang mặc chiếc áo thun rất dễ thương này, do đích thân thôn trưởng Tề Dạng Thủy thiết kế và do ảnh bỏ tiền ra. Còn không, cảm ơn thôn trưởng. Cảm ơn. Được rồi, nè, không cần cảm ơn. Hoàng lắm. Chỉ cần tụi nhỏ chơi bóng vui vẻ, chơi tốt thôi, thì lòng của tôi tự nhiên sẽ cảm thấy vui thôi. Có phải không bạn trẻ? Dạ. Thưa thôn trưởng Tề, tại sao ông lại ủng hộ Tứ Hổ Tướng của Trường Xuân Đăng? Là gì? Thật ra trước giờ tôi rất quan tâm tới giáo dục. Có câu đức chí thể quần mỹ, thể thao quan trọng lắm mà, cô biết không? Thêm nữa lúc nhỏ tôi rất thích chơi bóng bàn. Thấy được sự nhiệt quyết của tụi nhỏ giống y như tôi lúc còn nhỏ vậy. Bởi vậy sao mà không ủng hộ họ được chứ? Thôn trưởng Tề không chỉ đặt áo thun tặng cho đội bóng của chúng tôi, còn đặt làm vợt cao cấp tặng cho họ nữa. Thôn trưởng, đây, cầm lấy ha. Thi cho tốt nha. Nè, mỗi người một cây. Tạo dáng cho đẹp nha. 1, 2, 3. Được rồi, chút thành ý thôi mà ha. Nói chung tôi hứa, sắp tới họ thi đấu thắng trận nào, tôi sẽ quyên góp tiền cho nhà trường, cung cấp vốn liếng cho trường càng phong phú hơn nữa, được không? Mấy vị phóng viên, hay là chụp thêm vài tấm đi. Được. Làm phiền người qua đây đi nha. Đúng rồi, nhìn bên này đi. Nghe dân làng nói trước kia thôn trưởng ông có xây một cái cổng bịt kín hết, không cho thầy cô học sinh ra ngoài, có phải cổng này không? Sự việc là gì? Trước đó có bảo cái cây đằng trước sắp đổ rất nguy hiểm, nên tôi thêm một cái cổng ngăn cản mọi người, không để họ lại gần, nguy hiểm lắm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ chặt bỏ cái cây rồi, lập tức mở lại cổng cho dân làng đi lại chứ. Đúng đó, thật ra con đường này thuộc về thôn trưởng Tề, nếu xảy ra tai nạn thì phiền phức lắm. Người khác không hiểu mới có phản ứng như vậy. Giờ con đường cũng thông rồi, mọi người ai cũng vui. Đúng. Làm phiền mọi người chụp hình, nói dân làng biết có thể đi lại rồi. Cảm ơn. Hiệu trưởng, tôi có chuyện muốn nói. Cô biết rõ con người của Tề Dạng Thủy mà còn giúp hắn tranh cử. Nếu như hắn được làm thôn trưởng, cả thôn sẽ bị hắn làm cho rối tung lên.
Chuyện của thôn liên quan gì đến tôi? Được, không nói thôn làng nói nhà trường. Cô không nên để Tề Dạng Thủy lợi dụng đội bóng làm công cụ tuyên truyền. Còn chuyện bịt kín đường, trước kia hắn làm khó làm dễ nhà trường như vậy, cô lại đi nói giúp cho hắn. Tôi đâu có nói dối. Hắn chia gì cho đội bóng là sự thật, mở lại con đường là sự thật. Anh có thể nghe lại ghi âm. Tôi không có nói dối giúp hắn nửa lời. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô nói như vậy là cưỡng từ đoạt lý. Hèn chi chuyện của Thiên Tuế, cô dạy tụi học sinh như vậy. Anh nói vậy là ý gì? Ý tôi là cô lợi dụng bánh ống kêu học sinh giúp cô che giấu chuyện cô đã cho Thiên Tuế. Cô là hiệu trưởng đó, sao có thể không tuân thủ phép tắc, làm sao dạy học trò? Anh không có tư cách phê bình tôi. Đúng. Trước mặt của cô, tôi nói gì cũng không có tư cách. Nói gì cô cũng không nghe lọt tai. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cô một câu. Cô bị Tề Dạng Thủy lợi dụng một lần sẽ có lần hai, lần ba. Hiệu trưởng Lục Nguyệt từng nói, làm nghề giáo dục phải có triết lý, có những quyền hạn cần phải nên giữ, không được từ bỏ dễ dàng. Đủ rồi. Chuyện Thiên Tuế lần trước tôi sẽ tự đi nói rõ với Tứ Tiểu Hổ. Giờ tôi rất bận, làm ơn anh đừng làm phiền tôi. Ra ngoài. Tôi tin là cô không nhớ vì cô muốn dạy tôi. Mà đi ăn vỏ chuối sao? Không nhớ. Lần trước tôi trả lời anh chưa đủ rõ ràng hay sao anh còn phải hỏi bao nhiêu lần nữa? Ra ngoài. Thanh niên trai trẻ đánh mặt chược còn chậm hơn người già nữa. Mặt chược hai người nhiều quy tắc, không được ăn, không được phỏng, chán quá đi. Chán hả? Nếu không phải vì mấy người chơi quen xa lánh bà cũng không chơi với con đâu. Hey, bà 99 tuổi rồi, bạn bè còn lại không nhiều. Giờ còn lại mấy người cũng không chơi với bà, đòi tuyệt giao với bà. Tội chưa? Cũng tội ha. Nè, ăn cơm như ngày thường đi. Hey, chị dâu đừng khách sáo mà. Hình như là anh Trương lâu lắm rồi không có xuống ăn cơm đó. Kệ ổng đi, qua hai ngày sẽ không sao đâu. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Ăn cải đi. Cảm ơn nha. Hai người quen rồi hả? Cũng nhờ hàng xóm tốt bụng, ai cũng đẩy chai tụi em. Giờ ngay cả Thập Cường cũng không bán đồ cho tụi mình nữa. Hai tụi em không ăn được gì hết. Giờ chúng ta đang gặp nạn, đâu thể giận người nhà được chứ. Đừng nói hai con, má và bà ngoại đi chợ cũng bị người ta tẩy chay. Bịch rau này làm gì tới 2 cân, còn lấy giá 40 đô nữa. Cộng hành cũng đòi 10 đô, đúng là quá đáng. Kệ đi, đừng có ồn nữa. Con còn nói nữa, ngay cả hành cũng không bán cho con đó. 20 đô 4 trái hả? Mua một chục đã. Không được lựa. Vậy hả? Vậy làm phiền cô giúp tôi lựa 4 trái ngon nha. Nè. Trời, thật ngại quá, trái này đã bị hư rồi mà. Thì đó, đã bị hư rồi. Như vậy thì hết hư rồi. Vậy cũng được hả? Vậy cô có lấy không? Thôi kệ đi, cắt bỏ đi là được. Má. Lấy luôn. Nè. Nè. Chào buổi sáng bà Trương. Chào buổi sáng chị Thanh. Nè, có câu tội không liên quan vợ con, thật ra vụ việc đâu liên quan tới mấy bà. Sao họ lại có thể đối xử với mấy bà như vậy chứ? Tôi cảm thấy không công bằng chút nào. Câu nói này của cô rất có tình người. Họ không bán cho bà thì tôi bán. Đây, tôi có con cá lù đù vàng nè. Đánh bắt đó, họ giành giật để mua. Tôi biết là chồng bà thích ăn nên để dành cho bà đó. Bà có lấy hay không? Lấy. Đương nhiên là lấy rồi. Cảm ơn cô nha. Không cần khách sáo đâu, tôi giúp bà làm sạch ha. Được. Nè, cái này gọi là nhân gian hữu tình đó. Thế gian này vẫn còn người tốt. Con cá chắc là xong rồi, nếu không thì nguội hết. Con đi coi thử. Bà nội sao bà không đặt hàng trên mạng nữa vậy hả? Trời ơi, hàng xóm quen biết bao nhiêu năm nay cũng đối xử với bà như vậy. Mấy thứ mua hàng gì đó trên mạng có khi đưa toàn là hàng kém chất lượng không à. Điều Dưỡng Quỳnh, cô ăn cơm chưa? Ăn chung đi. Ăn cơm hả? Ăn thịt rồng cũng vô chị. Ngay cả cô cũng bị người ta kỳ thị hả? Tôi thân là một y tá chuyên nghiệp, đi nhà thuốc mua đồ, phải bắt tôi nói dối.
Làm ơn cho tôi hai bịch tả người lớn và thuốc hạ đường huyết. Mua giùm cho bà Đăng phải không? Ừ. Bán hết tả rồi. Cái đó là gì? Cửa tiệm chúng tôi dán tem cửa hàng chất lượng tốt của Bộ Du lịch là tiệm có lương tâm. Chúng tôi sẽ không bán cho những người không có lương tâm. Ví dụ cả nhà của Tệ Ước Chương đó. Nè, nói thật với anh đó, những thứ đó toàn là mua cho tôi dùng thôi à. Mua cho cô hả? Ừ. Trên đây có ghi thuốc hạ đường huyết, thuốc huyết áp. Toàn bộ đều là mua cho tôi. Cuối cùng tôi cũng phải gạt tên đó rằng toàn bộ đều là mua cho tôi. Giờ tốt rồi, cả thôn đều tưởng rằng tôi bị chứng tiểu không tự chủ, tiểu đường táo bón thận yếu. Hơn nữa còn bị huyết áp cao, huyết áp thấp. Mấy người có tức không? Ôi trời ơi, sao lại vậy hả? Lại cái gì má, nữa má đây? Quay nè. Con cá bị ra màu. Hả? Quá đáng. Chị dâu, bộ chị hấp cà ri cá lù đù vàng hả? Ủa, sao chị có bột cà ri được chứ? Đây không phải là cà ri, là màu nhân tạo đó. Con có lên mạng coi, rất nhiều người lấy màu nhân tạo này để tẩm ướp cá cho tươi hơn. Ăn vào sẽ bị viêm não đó. Còn nói nhân gian hữu tình gì chứ. Chị Thanh đó rõ ràng là gạt má rồi mà. Xin lỗi nha, đã làm liên lụy tới mọi người. Sức khỏe lắm. Uống bia chỉ hại cho sức khỏe của bản thân thôi. Nhưng bây giờ cô liên lụy tới tất cả mọi người. Con có nhớ là hồi còn nhỏ con từng bị chó cắn không? Nhớ chứ. Con bị con chó cắn bị thương rất nặng, đau quá trời luôn. Thì con cứ vừa khóc vừa chạy về nhà, miệng cứ la má ơi má ơi. Tuyệt đối đừng có nói cho ba con biết nha. Con sợ sẽ bị ba mắng lắm. Còn có một lần khác, con bị thằng khốn nạn Dạng Thủy đạp xe tông trúng làm con bị rơi xuống sông, làm cả người bị ướt hết, mất luôn cả bóp tiền. Cũng là vừa khóc vừa chạy về kêu má ơi, đừng nói cho ba biết nha. Con có nhớ không? Lần đó con lạnh tới mức suýt chuẩn bị viêm phổi. Ba không chỉ chửi con một trận, mà cả má cũng chửi con nữa. Má biết tại sao ba con giận như vậy. Vì con có chuyện cũng là chạy tới kiếm má trước chứ không phải ông ấy. Ông ganh tị mà. Cho nên dù ông ấy mắng má, má cũng đâu có nói tiếng nào. Nhưng lần đó xảy ra chuyện lớn như vậy mà con lại có thể giấu cả má. Tự mình giấu mọi chuyện đi. Còn một mình chạy qua bên Úc, đi một cái là mấy chục năm. Tuy con có viết thư về báo bình an, nhưng con có biết má nhớ con tới mức nào hay không? Cô xin lỗi má. Bây giờ má không phải là trách con. Má chỉ là muốn sau này con hứa với má, có chuyện gì đi nữa đều phải nói cho má biết ngay. Chúng ta cùng nhau bàn bạc có được hay không? Ừ. Con đã hứa với má rồi, con phải nhớ đó. Còn về ba của con, bây giờ đột nhiên rơi vào tình cảnh như vậy, đúng là khó chấp nhận thật. Ông ấy mà còn ở lại Hồng Kông thì còn ý nghĩa gì nữa? Hay là chúng ta đi tìm cậu Sơn hoặc cậu Hồ đi. Dạ. Tất cả chuyện tức là như sao? Di Dân không phải không tốt, nhưng tự nhiên Di Dân đi đâu bây giờ? Nè, con nói trước nha, con không qua bên Canada dắt sữa bò với chị Tư đâu. Vậy không đi Canada thì chỉ có thể qua Anh thôi hả? Má ơi, bên Anh khí hậu không tốt lắm. Nếu đi á thì con thà đi Đài Loan còn hơn. Nói tới khí hậu tốt thì tất nhiên không bằng nước Úc rồi. Vườn nho của tụi con vừa lớn, không khí trong lành, còn có rượu uống. Uống rượu thôi mà, đi đâu bây giờ? Nè, đừng nói chú ba làm mọi người mất hứng nha. Mọi người có từng nghĩ anh Trương sẽ suy nghĩ thế nào không? Ảnh là sinh ra và lớn lên ở đây, có tình cảm rất sâu đậm với cái thôn này rồi. Cho dù cả cái thôn chỉ còn là một mình ảnh thôi,
anh cũng không chịu di dân đâu. Ai nói là anh không chịu chứ? Ủa, anh chịu rồi. Bà, cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi sao? Bà xã, em nói đúng lắm. Ở lại đây không có ý nghĩa gì hết. Anh quyết định ngày mà rút lui, mọi người sẽ cùng qua bên Úc. Cô ở đó có thích hợp không? Mày, hả? Cô giúp ba tìm người sang đại đoàn viên đi. Sang luôn mảnh đất của mình và các mối làm ăn khác, con sang hết cho bà. Sau khi xong xuôi, bà với mọi người rời khỏi Hồng Kông. Vậy đi. Anh Trương. Ba. Sao con lại ở đây? Con ra xem ai có lòng lập cái ghế thôi. Trước đó có người trong thôn nói ở đây đợi xe đợi tới tê chân, nhưng mà sau đó đợi xe thì thấy có cái ghế gỗ ở đây. Con cứ suy nghĩ hoài, ai có lòng làm ra vậy chứ? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một người, chính là ba thôi. Ba, lúc nãy ba nói muốn di dân sang Úc, làm sao ba nỡ xa tề gia thôn, làm sao không lưu luyến chỗ này được? Con cứ luôn miệng nói là ba không muốn sang Úc. Thực ra là con không muốn ba qua đó làm phiền con. Tại sao ba lại nghĩ về con như vậy chứ? Con và ba cũng từng trải qua nhiều chuyện vậy. Ba cảm thấy con sẽ đối xử với ba vậy sao? Ba, nếu như ba muốn qua Úc thư giãn một chút con không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu ba muốn di dân, con nhất định phản đối. Bởi vì con cảm thấy ba qua đó sẽ hối hận. Ba còn rất nhiều chuyện muốn làm cho người dân thôn này mà. Bây giờ ba chỉ là chưa hết nhiệm kỳ thôn trưởng, ba làm tròn trách nhiệm một chút thôi. Sau khi ba bãi nhiệm, chỗ này không còn liên quan tới bà nữa. Nam Thiên Phật Quốc. Xin Đức Phật cho con trai của tôi được nhiều sức khỏe. Cậu còn tới đây tìm tôi làm gì? Thím cầu, cô xin lỗi thím. Xin lỗi sao? Cậu bắt con trai tôi chịu tội thay cho cậu biết bao nhiêu năm nay. Cái tình xấu xa chết 100 lần cũng không đủ đàn tội.
thỉnh cầu. Con biết năm xưa con nhu nhược sợ chuyện, có gan làm mà không có gan nhẫn, liên lụy thím và Dạng Cơ bao nhiêu năm qua. Con biết cho dù con nói xin lỗi bao nhiêu lần thì thời gian cũng không thể nào quay lại được. Nhưng mà con thực sự hối hận lắm thím à. Con rất mong thím có thể tha thứ cho con. Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu. Tôi càng không thể tha thứ cho bản thân mình. Cả thế giới không ai tin nó. Cả thế giới đều cho là do nó làm. Tôi lại đi tin người ngoài. Không tin con trai của mình. Không cho nó trở về thôn. Mỗi lần gặp không nói được câu tốt lành với nó. Đẻ con mà không biết bản tính của con. Người sai lầm nhất thật ra là tôi. Không phải đâu thím, không có liên quan tới thím. Vấn đề là ở con mà. Hả? Cậu nói gì cũng vô ích. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Đồ nhát gan, nổi nhục Tề Gia Thôn. Cút khỏi Tề Gia Thôn. Luna, về Tú rồi hả? Phải đó, sáng nay vừa mới tới bên này, nghỉ ngơi được một lúc thì họ đã đòi qua vườn nho để tham quan rồi. Còn chơi rất là vui nữa. Bây giờ họ đang nghỉ ngơi, còn má thì đang thu dọn chiến trường. Mọi người cảm thấy nước Úc như thế nào? Hôm nay cũng chỉ là ngày đầu tiên, có những thứ phải ở lại thêm một thời gian mới biết được. Nhưng theo như má thấy thì mọi người cũng rất thích ở lại nước Úc. Vậy thì tốt rồi. Sao vậy con trai, ý con sao? Má đó, má xem chiếc xe trước đi. Má coi nè. Qua nữa hả? Dán qua một lần rồi mà. Là hai lần lận đó. À, không ngờ bọn họ cũng rất kiên trì đó chứ. Dán hết lần này tới dán lần khác nữa. Má còn khen nữa hả? Má có biết là mỗi lần con chùa cực khổ lắm không? Biết trước con cùng với mọi người quay về bên Úc rồi. Cái ô à, đừng vậy mà. Tóm lại là bọn họ dán một lần con sẽ chùi một lần. Con phải kiên trì quyết tâm hơn bọn họ. Bọn họ dán giấy tới chán thì sẽ không dán nữa đâu. Má nói thật không đó? Má giống nó giỡn sao? Cái ô à, ông nội sao rồi? Ông nội bây giờ ở ngoài ăn ba bữa cơm ở nhà ra, sẽ không bước ra khỏi phòng sách, phòng ngủ và cũng không bước ra ngoài được. Nhưng mình má biết là được rồi, đừng nói cho bà nội nghe, mất công bà nội lo. Má biết rồi. Con và Jack sẽ chăm sóc cho ông nội, má yên tâm đi. Không nói nữa, con rửa cho xong chiếc xe đã. Bye bye. Bye. Chào. Chào chú cơ. Ông nội của con còn chưa chịu bước ra hả? Con và Jack đã cố khuyên giải nhưng mà cũng không được. Không ngờ ông ấy lại từ bỏ bầu chọn. Nếu không thì làm được gì đây? Vậy còn ba con đâu? Đang ở nhà coi chừng ông nội con à? Vậy thì không. Trời chưa sáng thì ba đã tới Đại Nhĩ Sơn. Đi Đại Nhĩ Sơn? Ba biết được má của chú dọn tới chỗ chay đường ở. Chú khuyên ngăn không được, ba muốn qua đó khuyên bà thử. Giang Thạc. Anh bị thương hả? Má tôi mà nóng giận lên thì... Sao anh lại biết tôi qua đó gặp má anh gì? Theo vừa nói với tôi, xin lỗi nha, má tôi đánh anh bị thương nặng vậy. Bỏ đi xin lỗi gì chứ. Tôi cũng mong là má anh thực sự đánh tôi. Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giờ trong mới nói đi. Nhẹ tay một chút có được không? Thì ra là như vậy. Tôi còn tưởng là má tôi đánh anh một trận te tua luôn chứ. Ê, chịu đau chút đi. Được dễ càng tốt. Tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng mà chắc đây là trừng phạt của ông trời dành cho tôi, để tôi luôn cảm thấy rơi rứt trong lòng. Thật ra tôi cũng lo cho má tôi lắm. Bao nhiêu năm nay nghe tới nghe lui bao nhiêu lời ra tiếng vào cũng khó chịu lắm. Bây giờ qua chai đường ở cũng tốt, tịnh tâm yên tĩnh. Qua một thời gian tôi suy nghĩ cách đón má tôi về. Sao rồi? Hả? Có đỡ chút nào không? Đúng là đỡ hơn nhiều nha. Chai rượu thuốc này công hiệu ghê đó. Công hiệu phải rồi, của ba anh ngâm đó. Anh còn nhớ chỗ này không? Hồi đó chỗ này dùng để mở phòng khám trực cả. Bác Hai Chương thì ở trong phòng khám bệnh. Chỗ này thì để đầy ghế ngồi cho người tới khám bệnh ngồi đợi. Người người ra vào tấp nập. Mấy người trong thôn còn mua rất nhiều trái cây bánh trái tới cảm ơn ba tôi. Tới cuối cùng cũng cho hai tụi mình ăn hết thôi, không chừa ai hết. Nhớ hồi nhỏ tụi mình tối ngày chỉ biết ăn và quậy phá.
Cũng không phải đâu. Những lúc ba tôi bận khám bệnh, tôi và anh cũng phụ làm. Anh phụ làm nhiều hơn, anh ngoan hơn mà. Tôi thì rất ghét ngửi trúng mùi rượu thuốc. Hình như ở cái năm chúng ta 12-13 tuổi, bác Hai Chương không còn làm nữa. Thì ba tôi làm thôn trưởng mà. Anh cũng biết cái thôn này tùm lum chuyện hết. Ổng làm sao một mình phân thân làm hai việc được. Nè, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách giúp ba tôi rồi. Chất, chất à. Nó đang kéo chân con. Con nhìn kỹ đi. Không phải đâu, có ma thật đó. Vừa lúc nãy con bấm nút mở đèn mà không được. Còn chỗ kia để nguyên bộ xương người ở bên đó đó. Cái nút này chứ gì? Nút bấm của máy hút nóng bị hư thôi. Còn chỗ này hả? Cái này là mô hình xương người thôi. Tự mình đi hù mình. Bộ làm nhiều chuyện có lỗi lắm sao? Sao lại có tấm bản cũ kỹ ghi chữ tiếng Anh nằm ở đây vậy hả? Một trái tim nhân từ. Còn nữa, cái bản này có mùi thúi quá đi. Đó là mùi thuốc bắc. Ý nghĩa dịch lại từ chữ trên cái bản này là nhân tâm nhân đức. Có một bệnh nhân người Tây, cảm ơn ông nội con đã trị bệnh cho người đó nên tặng cho ông nội con. Ông nội là bác sĩ? Một nửa thôi. Hồi đó ông mở phòng khám trực đã. Toàn bộ những thứ này là đồ dùng của phòng khám. Khám trực chân hả? Con có nghe qua. Là khám trực đã. Ông nội con ngày xưa là sư phụ chuyên trực đã. Hồi đó nhà ông có mở một phòng khám trực đã. Ba và chú Dạng Cơ sau khi tan học về cũng thường tới phụ giúp. Phòng khám của ông nội con lúc đó có rất nhiều người tới khám bệnh. Ba và chú Cơ thường hay làm tới không ngừng tay. Cứ vậy ông nội con càng làm càng có tiếng. Thậm chí bắt đầu có người nước ngoài tự tìm tới đây khám bệnh nữa. Ba còn nhớ có một lần, có một người đàn ông da đen mà nguyên mình toàn cơ bắp tới tìm ông nội con trị đau lưng. Lúc đó ba và chú Dạng Cơ ngay cả người Tây cũng hiếm khi được gặp, huống chi là người da đen gốc Phi chứ. Ông nội con rất bình tĩnh. Ông rõ ràng không biết tiếng Anh, lại giả bộ như nghe hiểu được. Cứ ngồi gật đầu. Chỉ cần bắt mạch và sờ lên chỗ đau thì biết ngay là có vấn đề gì. Sau đó chỉ cần giúp người đó xoa bóp chút rồi chăm cứu. Ai dè người đó đau tới mức la lớn kêu cứu. Ba và chú Dạng Cơ cứ tưởng người đó nhất định nổi nóng chữa ông nội con. Ai ngờ đâu. Ồ, rất là tốt. Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, tốt lắm. Anh đúng là giỏi thiệt, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Không lâu sau thì người đàn ông đó gửi tận nhà một tấm bản to để cảm ơn ông nội con. Chỗ mắc cười nhất là sau đó ba nhìn thấy người đàn ông đó xuất hiện trên TV. Mới biết được thì ra người đó rất nổi tiếng. Là một võ sĩ đai đỏ nổi tiếng ở Mỹ. Cái này là cái gì vậy hả ba? Dùng để nghiền thuốc bắc đó. Cho con coi thử. Phiền anh đắp giùm. Giờ đợi một chút nha. Cô nhớ cứ ăn mới được đó. Dọn lại đàng hoàng đi. Anh Trương. Anh Trần sao vậy? Mới vừa hái trên cây xuống đó.
Cảm ơn anh lần trước nha. Bây giờ lưng của tôi đã khỏe hẳn rồi. Khỏe hẳn thì được anh rồi. Anh giỏi lắm hả? Ê, bé Thạc, phụ ba làm việc hả? Dạ Thạc, qua đây. Ê, chú tặng con bịch kẹo này nha. Cầm lấy đi. Con cảm ơn chú. Ngoan. Ý, cuối cùng cũng tìm được tấm bảng này. Ba kêu con tới là để kiếm miếng gỗ này hả? Cái gì mà miếng gỗ này chứ? Là bảng hiệu danh tiếng của ông nội con đó. Vào năm ba được 10 tuổi, ông nội con làm thôn trưởng, dần dần không lo được cho phòng khám, vì vậy cuối cùng không làm nữa. Sau đó đem toàn bộ đồ để hết ở đây. À phải rồi, đem những thứ của phòng khám trực đã dọn qua phòng kế bên đi. À, quạt máy nè, số ghế này nữa, đem hết qua luôn đi. Để con lau lại trước. Còn cái này nữa. Bụi không à? Cả đống đồ ở chỗ này cũng phải dọn qua luôn biết chưa? Được. Nhanh lên đi. Đồ anh, chú ý kỹ cái vai. Dạ. Giờ cao quá rồi. Khuỷu tay để gần với thân hơn. Đúng, tiếp tục. Ok rồi, tiếp tục đi. Cô không sao đâu chứ. Còn cười nữa. Sao các em lại đẩy bóng nằm tùm lum vậy? Có biết đẩy giày rất nguy hiểm không? Đẩy bóng là vậy mà. Tôi nói lúc 5 giờ có sự kiện mới cần anh dọn dẹp. Sao giờ chưa dọn? Tại vì qua tuần sau các em có cuộc thi đấu cho nên cần luyện tập nhiều hơn. Yên tâm đi hiệu trưởng, chỉ cần tốn 10 phút là có thể dọn dẹp sạch sẽ hết chỗ này. Tuần sau các em phải thi đấu à? Các em nên cố gắng hết sức tập luyện nhiều hơn có biết không? Dạ biết. Anh đừng có quên là tôi đã từng nói điều này với anh. Tụi nó rớt, sa thải anh. Sao yên tâm,